Sài Gòn vào mùa mưa rồi quý anh chị ơi Nếu mà mình đi một cái xe sang mà có cửa sổ trời toàn cảnh Thì vừa đi vừa ngắm mưa ngắm cảnh nó lãng mạn lắm đúng không quý anh chị Hôm nay Hoàng bắt được một cái siêu phẩm siêu cợp này cho quý anh chị nè GLC 300 Đó Cái phiên bản này là nếu mà đá cớp được là quý anh chị biết rồi đúng không Phiên bản V1 mới nhất ở thời điểm hiện tại luôn Nó thêm nhiều cái option hơn là cái phiên bản trước đó Lớp sơ cua chắc chắn là phải chưa hạ rồi Mình nhìn kìa Siêu đồ nó còn y nguyên hết luôn Và cái màu xe này thì lúc trước nó chỉ có trên xe nhập thôi nha quý anh chị Chỉ có xe nhập nó mới được sơn cái màu xám này thôi Màu xám này là cái màu xám mới nhất của hãng nè Nó không có bạc bạc nhưng mà nó xám đen Nếu mà mình đi ngoài sáng á, nó sẽ ra màu xám đậm Còn nếu mà mình đi trong tối nó thành màu đen luôn Mua cái màu này thì mình được hai màu nha quý anh chị Mọi chi tiết nó đều mới nguyên zin luôn nè Mình nhìn những cái Chi tiết của nó thì mình có đoán được con này đi bao nhiêu km rồi không quý anh chị? Cái màu xám này Hoàng thấy là khá là cá tính luôn. Vừa được màu xám vừa được màu đen. Mình đi xe buổi sáng thì được màu khác, buổi tối thì được màu khác. Rất là tuyệt vời đúng không quý anh chị? Rất là ít xe trên thị trường sở hữu cái màu này nha quý anh chị. Hầu như là siêu độc luôn. Và bây giờ chắc chắn là không còn xe mới nữa rồi. 5900 km quý anh chị. Đó chúng ta coi cái độ mới của em nó nè. Đặc biệt thì cái phiên bản này cũng đã được nâng cấp lên vô lăng AMG đê kích chứ danh của Mercedes Cái vô lăng này Hoàng cảm thấy thì đánh lái nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều so với cái vô lăng tròn như quý anh chị Thiết kế thì cũng là thiết kế nội thất theo kiểu AMG rồi Không còn cái thiết kế exclusive như cái đời trước đó nữa Da ghế hầu như còn như mới luôn 5.900 km vừa tròn một năm sử dụng luôn quý anh chị À, con này thì tới hạn bảo dưỡng rồi Mặc dù chưa tới 8 ngàn nhưng mà một năm sử dụng Thì chắc chắn Hoàng sẽ bảo dưỡng trước khi giao về tay anh chị Về là mình chỉ có chạy thôi Đó và một cái điểm đặc biệt được update lên con này nữa là Cái hệ thống treo của nó đã thành hệ thống treo thể thao rồi quý anh chị Nếu mà mình chỉnh lên sport đạp một cái là nó dính ghế luôn Khung gầm Hoàng cảm giác là cái hệ thống treo nó 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 chắc chắn hơn là cái phiên bản ở trước đó. Cảm giác lái nó rất là sướng luôn quý anh chị. Sướng hơn cái phiên bản 2021 21 trước đó rất là nhiều. Cái phiên bản GLC 32022V1 này thì Hoàng thấy là nó hoàn thiện nhất luôn quý anh chị. Và giá bây giờ Hoàng đang bán chỉ có 2 tỷ 150 triệu thôi. Liên hệ với Hoàng nha.